bóng đá khi tôi còn đang bé thơ. Tôi mơ trong giấc mơ những khung thành tan vỡ. Ra sân tôi đã quên. Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi hấp dẫn, chiều ngày 26 tháng 2, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Hà Lan huyện Đông Triều năm 2013 đã chính thức khép lại. Về dự lễ bế mạc có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Trần Quốc Doanh, Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa Thông tin, lãnh đạo địa phương, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lan. Bóng đá đen, hãy cố lên bạn ơi, dẫu hy sinh vì màu cờ sắc áo, hãy chiến thắng, chiến đấu không hề lùi. Bóng bay lên là nụ cười nước mắt, bóng bay lên ghi tên những anh hùng. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng năm nay diễn ra trong thời tiết thuận lợi, chất lượng chuyên môn cao đã khẳng định thêm môn học giáo dục thể chất trong hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện có bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Đặc biệt, vòng chung kết năm nay, giải được Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lan đồng hành tài trợ. Các cầu thủ đã trải qua 6 trận thi đấu ở vòng chung kết, 8 đội bóng thiếu niên nhi đồng đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, những cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, có những tiếc nuối suy xoa khi các đội bóng có những trận đấu ấn tượng, trình làng những cầu thủ hay, phô diễn những bàn thắng đẹp. Tất cả đã làm nên ngày hội bóng đá sôi nổi, hào hứng, những sắc màu rực rỡ của giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Hà Lan huyện Đông Triều năm 2013. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải cho các đội thiếu niên Cúp vô địch thuộc về trường trung học cơ sở Mậu Khê 2, nhì trường trung học cơ sở thị trấn Đông Triều, giải ba trường trung học cơ sở Bình Dương và trung học cơ sở Bình Khê. Đội nhi đồng trường tiểu học Vĩnh Khê giành cúp vô địch, giải nhì thuộc về tiểu học Tràng An, giải ba thuộc về trường tiểu học Bình Dương và tiểu học Kim Sơn. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải cho 10 cầu thủ tiêu biểu nhất và cầu thủ thủ môn tổ trọng tài xuất sắc nhất.